Ồ, xin chào tất cả các em. Chào mừng các em đến với tiết học ngày hôm nay. Các em hãy lấy cho cô sách giáo khoa, vở ghi, vở bài tập và vở soạn để cô trò chúng ta cùng bắt đầu tiết học. Trước khi vào bài mới, cô kiểm tra bài cũ xem chúng ta còn nhớ kiến thức của bài đã học hay không. Câu hỏi thứ nhất, thế nào là câu nghi vấn? Các em đã học về câu nghi vấn, chúng ta cần nhớ ba đặc điểm chính. Trong câu nghi vấn có từ nghi vấn. Câu nghi vấn có chức năng chính để hỏi. Cách viết thì câu nghi vấn thường kết thúc cuối câu bằng dấu chấm hỏi. Câu hỏi thứ hai, ngoài chức năng chính dùng để hỏi, câu nghi vấn còn dùng để làm gì? Và câu nghi vấn sau dùng để làm gì? Nhưng lại đằng này đã, về làm gì vội? Ngoài chức năng chính dùng để hỏi, câu nghi vấn còn dùng để cầu khiến, khẳng định, phủ định, đe dọa, bộc lộ tình cảm, cảm xúc và không yêu cầu người đối thoại phải trả lời. Câu nghi vấn trên dùng để cầu khiến. Hôm nay tiếp tục trong phần dạng câu phân loại theo mục đích nói, cô mời các em sang tiết 84. Câu cầu khiến. Với mục tiêu của bài học này, các em cần nắm được những kiến thức cơ bản sau đây. Các em cần nắm được đặc điểm hình thức của câu cầu khiến, chức năng của câu cầu khiến. Với kỹ năng, bài học này sẽ giúp các em rèn kỹ năng nhận biết câu cầu khiến trong văn bản và sử dụng câu cầu khiến phù hợp với hoàn cảnh giao tiếp. Thái độ trong bài học, các em cần có ý thức sử dụng câu cầu khiến phù hợp với hoàn cảnh giao tiếp, có niềm yêu thích đam mê với môn học. Xem vào bài mới, tiết 84, câu cầu khiến. Chúng ta vào phần 1 La Mã, đặc điểm hình thức và chức năng. Một nhỏ, các em xét cho cô ví dụ sách giáo khoa trang 30. Quan sát vào phần ví dụ sách giáo khoa, các em hãy tìm cho cô câu cầu khiến và đặc điểm hình thức giúp em phát hiện ra đó là câu cầu khiến. Sau đó cho biết tác dụng của những câu cầu khiến em vừa tìm được. Chúng ta đi vào phần ví dụ A. Ông lão chào con cá và nói: "Mụ vợ tôi lại nổi cơn điên rồi. Nó không muốn làm bà nhất phẩm phu nhân nữa. Nó muốn làm nữ hoàng." Con cá trả lời: "Thôi, đừng lo lắng. Cứ về đi. Trời phù hộ lão. Mụ già sẽ là nữ hoàng." Quan sát vào ví dụ, em sẽ nhận ra câu cầu khiến trong ví dụ A là "Thôi, đừng lo lắng và cứ về đi." Trong ví dụ này, chúng ta dễ dàng nhận ra dấu hiệu hình thức để giúp chúng ta nhận biết được câu cầu khiến, đó là từ "thôi" và từ "đi". Chức năng của câu cầu khiến "Thôi, đừng lo lắng" dùng để khuyên bảo. Chức năng của câu cầu khiến hay tác dụng của câu cầu khiến trong ví dụ "cứ về đi" dùng để yêu cầu. Em sang ví dụ B. Tôi khóc nấc lên, mẹ tôi từ ngoài đi vào, mẹ vuốt tóc tôi và nhẹ nhàng dắt tay em Thủy. "Đi thôi con." Đây là đoạn trích trong văn bản cuộc chia tay của những con búp bê. Em sẽ nhận ra được câu cầu khiến trong ví dụ này là "đi thôi con". Trong câu này chúng ta nhận ra dấu hiệu hình thức đó là từ "thôi". Câu "đi thôi con" có chức năng yêu cầu. Em hãy đọc to những câu sau, nhận xét về giọng điệu và tác dụng của hai từ "mở cửa". A. Anh làm gì đấy? Mở cửa, hôm nay trời nóng quá. B. Đang ngồi học bài, tôi bỗng nghe tiếng ai đó vọng vào. Mở cửa. Trong câu A, chúng ta thấy giọng điệu của câu này đều đều thể hiện đây là câu trần thuật dùng để trả lời cho câu hỏi. Còn trong câu B, chúng ta thấy giọng điệu trong câu này là giọng nhấn mạnh. Câu B chính là dạng câu cầu khiến dùng để đề nghị, ra lệnh hoặc yêu cầu. Cả hai câu A và B đều sử dụng cụm từ mở cửa,
Nhưng khi đọc, chúng ta thấy ngữ điệu khác nhau và chức năng của hai câu được dùng cũng khác nhau. Như vậy, các em có thể khái quát về đặc điểm hình thức và chức năng của câu cầu khiến trong bài học ngày hôm nay như sau. Các câu cầu khiến trong các ví dụ đó là thôi đừng lo lắng dùng để khuyên bảo, cứ về đi dùng để yêu cầu, đi thôi con dùng để yêu cầu và mở cửa. Câu này được diễn đạt bằng ngữ liệu dùng để đề nghị, ra lệnh hoặc yêu cầu. Về hình thức, chúng ta có thể đưa ra kết luận sau đây. Trong câu cầu khiến thì có những từ cầu khiến như hãy, đừng, chớ, đi, thôi, nào, vân vân, hay sử dụng ngữ điệu cầu khiến. Khi viết, thường kết thúc bằng dấu chấm than, nhưng khi ý cầu khiến không được nhấn mạnh thì ta có thể kết thúc bằng dấu chấm. Về chức năng, câu cầu khiến dùng để ra lệnh, yêu cầu, đề nghị hay khuyên bảo. Chúng ta sẽ quan sát và đọc phần ghi nhớ trong sách giáo khoa một lần nữa để chúng ta có thể nhớ được nội dung kiến thức cơ bản của bài học. Các em cùng nhìn vào sách giáo khoa và đọc thầm cho cô phần ghi nhớ. Câu cầu khiến là câu có từ cầu khiến hãy, đừng, chớ, đi, thôi, nào, vân vân, hoặc ngữ điệu cầu khiến dùng để ra lệnh, yêu cầu, đề nghị hay khuyên bảo. Khi viết, câu cầu khiến thường kết thúc bằng dấu chấm than, nhưng khi ý cầu khiến không được nhấn mạnh thì có thể kết thúc bằng dấu chấm. Cô mời các em chuyển sang phần 25 mã luyện tập. Chúng ta vào phần bài tập 1. Các em hãy xét các câu sau và trả lời câu hỏi. A. Hãy lấy gạo làm bánh mà lễ tiên vương. B. Ông giáo hút trước đi. C. Nay chúng ta đừng làm gì nữa, thử xem lão miệng có sống được không. Đặc điểm hình thức nào cho biết những câu trên là câu cầu khiến? Nhận xét về chủ ngữ trong những câu trên. Trong câu A, chúng ta thấy đặc điểm hình thức của kiểu câu cầu khiến này đó là có từ cầu khiến. Đó, từ đó là từ hãy. Trong câu B, từ cầu khiến là đi. Trong câu C, từ cầu khiến là đừng. Nhận xét về chủ ngữ trong những câu trên là chủ ngữ ba câu đều chỉ người đối thoại hoặc người tiếp nhận câu nói. Tuy nhiên, câu A thì vắng chủ ngữ. Ở đây chúng ta có thể hiểu chủ ngữ là lang liêu. Câu B, chủ ngữ chính là ông giáo, ngôi thứ hai số ít. Câu C, chủ ngữ là chúng ta, ngôi thứ nhất số nhiều. Các em hãy thử thêm, bớt hoặc thay đổi chủ ngữ xem ý nghĩa của các câu trên có thay đổi hay không. Câu A, chúng ta có thể thay đổi chủ ngữ bằng từ con. Con hãy lấy gạo làm bánh mà lễ tiên vương. Chúng ta thấy ý nghĩa của câu không thay đổi, nhưng lời yêu cầu thì nhẹ nhàng hơn, tình cảm hơn. Câu B, chúng ta có thể bớt đi chủ ngữ, câu ấy sẽ còn hút trước đi. Ý nghĩa cầu khiến mạnh hơn, nhưng câu nói lại kém lịch sự hơn. Câu C, chúng ta thay cụm từ chúng ta bằng từ các anh. Nay các anh đừng làm gì nữa, thử xem lão miệng có sống được không. Lúc này, câu thay đổi ý nghĩa cơ bản, không có người nói. Các em chuyển sang bài tập 2. Trong những đoạn trích sau, câu nào là câu cầu khiến? Nhận xét sự khác nhau về hình thức biểu hiện ý nghĩa cầu khiến giữa những câu đó. Các em sẽ đọc, quan sát thật kỹ cho cô những đoạn trích trong phần A, B và C. Sách giáo khoa trang 32. Câu cầu khiến trong đoạn trích A là thôi, im cái điệu hát mưa dầm sùi sụt ấy đi. Trong đoạn trích B, các em đừng khóc. Câu cầu khiến trong đoạn trích C là đưa tay cho tôi mau và cầm lấy tay tôi này. Về đặc điểm hình thức, chúng ta thấy trong câu A có từ cầu khiến là đi. Đoạn trích B, trong câu cầu khiến có từ đừng.
Ở đoạn trích C, chúng ta thấy không có từ cầu khiến mà sử dụng ngữ điệu cầu khiến. Tất cả hai câu đều sử dụng ngữ điệu cầu khiến. Về chủ ngữ, chúng ta thấy trong câu A không có chủ ngữ. Câu B chủ ngữ là các em. Đây là chủ ngữ ngôi thứ hai số nhiều. Trong câu C, hai từ cụm từ. Đưa tay cho tôi mau, cầm lấy tay tôi này. Hai câu cầu khiến này đều là những câu thiếu chủ ngữ. Bài tập 3. So sánh hình thức và ý nghĩa của hai câu sau. A. Hãy cố ngồi dậy hút ít cháo cho đỡ sốt ruột. B. Thầy em hãy cố ngồi dậy hút ít cháo cho đỡ sốt ruột. Về hình thức, chúng ta thấy câu A là câu vắng chủ ngữ và cuối câu có dấu chấm than. Câu B có chủ ngữ là ngôi thứ hai số ít và cuối câu có sử dụng dấu chấm. Về ý nghĩa, chúng ta thấy câu B nhờ có chủ ngữ nên ý cầu khiến nhẹ hơn, thể hiện rõ hơn tình cảm của người nói đối với người nghe. Ở đây chính là tình cảm của chị Dậu đối với anh Dậu. Bài tập 4. Xét đoạn trích sau và trả lời câu hỏi. Dế Choắt nhìn tôi mà rằng, anh đã nghĩ thương em như thế, thì hay là anh Đào giúp cho em một cái ngách sang bên nhà anh. Phòng khi tắt lửa tối đèn, có đứa nào đến bắt nạt thì em chạy sang. Các em hãy cho biết, Dế Choắt nói với Dế Mèn câu trên nhằm mục đích gì? Cho biết, vì sao trong lời nói với Dế Mèn, Dế Choắt không dùng những câu như anh Đào, anh hãy đào giúp cho em một cái ngách sang bên nhà anh, hay đào ngay giúp em một cái ngách. Chúng ta thấy, trong đoạn trích trên, Dế Choắt đang nhờ vả Dế Mèn. Dế Choắt không dùng câu cầu khiến mà dùng câu nghi vấn vì nó phù hợp với tính cách và vị thế của Dế Choắt so với Dế Mèn. Các em sang bài tập 5. Đọc đoạn trích sau và trả lời câu hỏi. Đêm nay mẹ không ngủ được, ngày mai là ngày khai trường. Con vào lớp 1, mẹ sẽ đưa con đến trường. Cầm tay con vắt qua cánh cổng, rồi buông tay mà nói. Đi đi con, hãy can đảm lên, thế giới này là của con. Bước qua cánh cổng trường là một thế giới kỳ diệu sẽ mở ra. Các em hãy cho biết, trong câu đi đi con, trong đoạn trích trên và câu đi thôi con, trong đoạn trích ở mục 1La Mã.1.B, sách giáo khoa trang 30, có thể thay thế cho nhau được hay không và vì sao? Chúng ta thấy rằng không thể thay thế được hai câu trên cho nhau vì ý nghĩa của hai câu này khác nhau. Trong câu đi thôi con thì chúng ta thấy là hai mẹ con sẽ cùng đi, còn câu đi đi con thì chỉ có người con đi. Qua bài học hôm nay, ở nhà các em sẽ học thuộc cho cô phần ghi nhớ, hoàn thiện các bài tập, sau đó chụp ảnh gửi cho cô phần các em ghi bài cũng như là phần các bài tập trong vở bài tập về nhóm học tập của lớp. Các em chuẩn bị cho cô bài học giờ sau là thuyết minh về màu xanh lam thắng cảnh. Để chuẩn bị cho tiết học này, các em tìm hiểu cách giới thiệu màu xanh lam thắng cảnh như thế nào. Đọc kỹ cho cô văn bản Hồ Hoàn Kiếm và Đền Ngọc Sơn và trả lời các câu hỏi trong phần sách giáo khoa. Sau đó các em chuẩn bị kỹ cho cô cái phần bài tập của bài thuyết minh về màu xanh lam thắng cảnh để cô cho chúng ta học trong giờ học tiếp theo. Tiết học của chúng ta đến đây là kết thúc. Xin chân thành cảm ơn tất cả các em. Hẹn gặp lại các em trong những tiết học sau. Thân ái, chào tạm biệt.